Mát đồng 1, câu số 8. Ego e baptisa huma sudati. Autos de baptise humas en numati hagio. Chúng ta có thể dịch là Tôi bắp tem quý vị bằng nước. Nhưng Ngài sẽ bắp tem quý vị bằng thánh linh à, Chúng ta thấy ở đây có chữ à, à, Thứ nhất là chúng ta thấy có cái ego Và cái autos à, à, Thường thì nếu mà không có chủ ngữ à, Nói một cách rõ ràng đó Thì mình có thể hiểu cái chủ ngữ Từ cái động từ à, bắp tem Nhưng mà ở đây thì mình thấy là có cái chủ ngữ được nêu lên tôi và ngài thì uh, cái tôi và ngài này uh, nhấn mạnh là tôi làm điều này nhưng mà chính ngài đó sẽ sẽ báo tem uh, bằng thánh linh như vậy thì chúng ta thấy cái ego và cái ao cái cái ego và cái uh, cái autos này uh, ông dân ông muốn nhấn mạnh về cái sự khác biệt giữa ông và chúa giêsu uh, cái thứ nhì chúng ta thấy uh, là ở trong cái uh, À, động từ e baptista, e baptista đó thì nó đến từ cái uh, động từ là baptizo à, baptizo. Nhưng mà có cái tiếp đầu ngữ và có cái sa đây thì nói đến cái thì bất định. À, như vậy thì đây là thì bất định ngôi thứ uh, ngồi ngôi thứ nhất số ít mà uh, chủ động trình bày thì uh, ông uh, ông văn ông nói rằng tôi bắp tem tôi làm bắp tem thì cái bắp tem này đó uh, chúng ta không cần hiểu không cần nghĩ là nó phải là còn đang làm hay là đã làm rồi cái nào cũng được đã làm rồi hoặc là đang làm nó là thì bất định tôi làm bắp tem uh, các người Hú ti bằng nước thì mình thấy có cái chữ mà ti ti đây đó thì nó là biến cách ba và nó là tặng nó là tặng cách uh, số nhiều hút đã ti bằng nước chúng ta nhớ là cái uh, tặng nó có thêm hai cách nữa là công cách và vị cách cho nên chúng ta có thể dịch là bằng nước nè bằng nước hoặc là ở trong nước nè dĩ nhiên là không phải là cho nước rồi à, nó là bằng nước hoặc là trong nước à, tôi bắp tem hay là ta ta tem các ngươi bằng nước thì ở đây chúng ta có thể hiểu là nó là công cách nước à, nhưng nhưng chính ngài à, nhưng ngài sẽ bắp tem ở đây thì nếu mà chúng ta thấy chữ bắp á thì nó sẽ là 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 ngài bắp tem nhưng mà nó là trong thì tương lai bắp c và có thêm sigma và cái sigma nó nuốt mất cái zeta cho nên chúng ta có là ngài sẽ bắp tem các ngươi à, đây có thể là chữ này có thể là với à, với hoặc là bằng hoặc là trong vì chúng ta nói trên này là bằng nước rồi thì theo cái theo cái cái, cái sự suy nghĩ của cái câu câu này đó thì mình chung giữ cái cái mình giữ cái chữ bằng này cũng được mình giữ là bằng thánh linh à, thánh linh nhưng mà chúng ta nên nhớ thánh linh là thần chứ không phải là một cái quyền phép hay là một cái một cái bản chất gì đó nhưng mà là thánh linh là là thần à, vì vậy chúng ta có thể nói rằng chúa ngài sẽ làm bắp tem cho các làm bắp tem các ngươi bằng thánh linh hoặc là trong thánh linh gì cũng được nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng à, thánh linh là, là 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 thần là đức chúa trời chứ không phải là một cái vật hay là một cái quyền phép